Người nông dân 85 tuổi, Jinichi Abe, đang chứng kiến những cánh đồng lúa của mình thu hoạch năng suất lần đầu tiên kể từ năm 2011 khi thảm họa Fukushima giải phóng xạ vào khu vực này. Gạo được trồng ở đây được coi là không phù hợp để làm thực phẩm do lo ngại về sức khỏe. Nhưng bây giờ, ông đã tìm được nguồn tiêu thụ ổn định trở lại, đó là cung cấp cho công ty Biomass để chế tạo thành nhựa carbon thấp. Tôi muốn góp phần chống lại rác thải nhựa. Một lý do khác là để tái thiết khu vực Namie. Tôi đã tham khảo ý kiến của mọi người và quyết định hợp tác với Biomass để cung cấp nguồn nguyên liệu cho họ chế tạo ra nhựa carbon thấp. Tháng 11 năm 2022, công ty Biomass đã mở một nhà máy tại khu vực Namie để chuyển gạo trồng tại địa phương thành các hạt nhựa. Những hạt nhựa chứa 50% cho tới 70% gạo này sau đó sẽ được làm thành dĩa, thìa và hộp đựng thức ăn mang về tại các chỗ nhà hàng túi nhựa ở bưu điện và đồ lưu niệm tại sân bay của Nhật Bản. Đây cũng là một hướng đi mới cho khu vực từng hứng chịu thảm họa động đất sóng thần cách đây 12 năm hồi sinh trở lại và phát triển.